Xin chào các bạn đến với kênh TikTok của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Mình là bác sĩ Phụng đến từ khoa Nhi, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng. Đối với những trẻ sơ sinh, ở những trẻ bú mẹ thì một ngày con có thể đi 4-5 lần, 6-7 lần. Nhưng cũng sẽ có những lúc 4-5 ngày con mới đi một lần. Quan trọng là chúng ta phải quan sát tính chất phân của em bé. Phân em bé độ tuổi này thì sẽ có màu vàng, mềm, sệt. Còn đối với những trẻ bú sữa công thức thì số lần đi phân sẽ ít hơn, phân cứng hơn và có màu nhạt hơn. Vậy thì trong trường hợp nào là bất thường? Khi tính chất phân của bé là phân sẽ khô, cứng, kích thước có thể to hoặc nhỏ, bé chậm tăng cân, khi mà bé đi cầu bé khóc thét, bé rặn nhiều hoặc là có máu dính theo phân. Vậy thì để giúp cho con đi tiêu dễ dàng thì hàng ngày cha mẹ có thể giúp bé massage bụng theo chiều kim đồng hồ, tập cho bé tư thế đạp xe và điều quan trọng là ưu tiên bú sữa mẹ. Xin cảm ơn, xin hẹn gặp lại các bạn vào chủ đề kế tiếp.